là rất vui được gặp lại quý vị khán giả thân thương của chương trình Khám phá Bếp Việt. Quý vị thân mến, từ lâu thì ông bà ta đã có câu ăn Bắc mặc Nam. Có lẽ bởi sự phong phú và nét tinh tế trong từng món ăn của miền Bắc mà văn hóa ẩm thực của miền Bắc đã tạo nên một sự nổi bật riêng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị một món ăn của miền Bắc nhưng mà cũng đang được người dân trên khắp mọi miền đất nước yêu thích, đó chính là món bánh cuốn. Và với món bánh cuốn này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một giảng viên giàu kinh nghiệm của trường dạy nghề ẩm thực Nespai. Thưa quý vị, đứng cạnh anh Đào lúc này đó chính là cô Phạm Thị Thu, giảng viên giàu kinh nghiệm của trường dạy nghề ẩm thực Nespai. Dạ chào cô. Cô chào anh Đào. Chào quý vị khán giả. Dạ cô ơi, ngày hôm nay thì anh Đào giới thiệu đến quý vị là chúng ta sẽ thực hiện món bánh cuốn. Mà thật sự là món bánh cuốn là một món mà anh Đào ăn rất là nhiều lần, không chỉ ở Sài Gòn mà ăn ngay cả Hà Nội nữa. Nhưng mà mình không biết cách làm, thì ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho anh Đào cũng như là quý vị cách thực hiện nhé. Cái bánh cuốn này là toàn nước Việt Nam mình, từ Bắc vô Nam. Yeah. Và những buổi ăn sáng, ăn chiều đều có thể sử dụng được hết. Mà quan trọng nhất là buổi sáng ăn một cái bánh mà nó có một cái bột thơm ngon và kèm với một số gia vị khác, rồi chúng ta lại chan nước mắm bằng nước dừa nữa. Thành ra em ăn sẽ thấy rất là ngon. Và cô cũng muốn giới thiệu cho quý vị khán giả để quý vị khán giả có thể làm một cái món rất là đơn giản, nhanh mà đạt hiệu quả. Thưa cô, để thực hiện món bánh cuốn thì chúng ta cần có những nguyên liệu và gia vị gì ạ? Cô đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn gồm có: thứ nhất là bánh cuốn là phải có bột gạo này ha. Bột gạo, rồi cô có một ít bột năng. Rồi cô có một ít nấm mèo. Nấm mèo. Rồi cô lại có cái nguyên liệu chính của mình là thịt nè. Thịt thì anh Đào thấy cô đã sắc hạt lựu rồi. Cô sắc hạt lựu để cho nó không có bị nát á, thì ăn cái bánh hấp dẫn hơn. Rồi sau đó cô vẫn có một ít hành tây. Cái quan trọng nhất là hành tím, tại hành tím nó rất là ngọt cho thịt. Do đó mà bây giờ á, rồi ngoài ra thì cái nguyên liệu thêm của mình để mình ăn cho nó hấp dẫn, thường ta ăn gì á thì luôn luôn là phải có một cái món ngon nhất là nước chấm. Nước chấm, do đó cô chuẩn bị nước dừa, tại vì đất nước mình là toàn là dừa không à. Nên mình nấu nước lạnh uổng, mình cứ nấu nước dừa cho nó ngon ha. Cô có nước dừa. Rồi ngoài ra thì mình ăn không có bao giờ mình quên chả. Chả là cái món truyền thống từ hồi nào tới giờ. Rồi sau này nữa, trong cái quá trình mà ăn á, cho nó hợp khẩu vị hoặc nó tăng thêm khẩu vị cho hấp dẫn thì người ta lại ăn thêm với nem. Có những lúc người ta phải ăn, ta chiên thêm cái bánh tôm khô người ta để lên nữa. Nó là như vậy. Trong món bánh mà nó có tinh bột nhiều thì ta ăn không có ngán, đó là em phải có ít rau. Rau thơm nè. Không những rau thơm nó thơm rồi mình thêm ngò rí cho nó thơm. Ngoài ra ăn cho nó mát thì chúng ta có củ sắn nữa. Củ sắn để mình cuộn vô. Khi cuộn vô trong cái bánh á, thì em sẽ thấy nó rất là ngon ở chỗ là nó vừa ăn mà không có bị ngán. Tức là trong cái cuốn bánh của mình, mình cắn ra nó có phần củ sắn trong đó. Đó thì củ sắn ngán. Đúng rồi, nó có, tức là nó có rau củ quả đó. Ngoài cái thịt ra có rau củ quả. Còn đến khi mà mình tráng cái bánh cuốn ra ngoài dĩa rồi, cái mùi hấp dẫn nó tạo cho kích thích món ăn, đó là cái gì? Hành phi. Các em phải để hành phi lên trên thì khi mình ăn thì mình thấy nó giòn giòn rất là thích. Thấy không? Vừa em thấy không? Lại vừa có cái giòn nữa, nhưng rồi. Mà cái này thì mình phải phi trước và mình để lâu cho đừng để cho nó bị mềm thì nó cũng không có ngon. Dạ, cho nên là cô đã bọc lại. Cô đã bọc lại, cô phi rồi cô bọc lại. Rồi em biết không, cô sẽ lấy cái giá này nè, cô không phải luộc mà cô hấp. Cô hấp giá này chung á, rồi xong sau khi hấp giá xong rồi cô sẽ trộn chung với rau, tất cả các loại rau cô hòa quyện nó lại để rồi mình để ăn kèm với lại tất cả các cái món ngon ở trên cái đĩa bánh cuốn của mình. Cô ơi, tại sao mình không luộc mà mình phải hấp cô? Tại luộc thì nó ra nước em ạ. Luộc nó ra nước, còn hấp á nó tụ nước lại, nó rất là ngọt cái giá. Nó đảm bảo là cái độ dinh dưỡng hơn đúng không ạ? Như vậy rất là nhiều nguyên liệu nhưng mà anh Đào cũng đã cố gắng ghi nhớ rồi. Vậy thì bước đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện là gì đây ạ? Trước khi tráng bánh cuốn á, thì cô phải chuẩn bị chắc chắn là phải có bột với nước. Trước khi có bột với nước thì cô bắt sẵn một cái nồi nước cho nó sôi lên để lát mình có hơi mình hấp. Có nghĩa là trong lúc chờ nước sôi thì mình sẽ mình làm bột xong rồi sau để khi bột á mình pha mình để đó thì bắt đầu cô sẽ xào nhân ha. Bây giờ cô sẽ pha nha. Nếu mà để cho quý vị khán giả nắm được á là bột nó vừa ngon mà vừa không có bị cứng quá hoặc là không bị nhão quá thì mình có cái định lượng. Định lượng ví dụ hôm nay này cô sẽ làm 100 gram bột. 100 gram bột.
Cô như sẽ... vậy là quý vị phải nhớ rõ định lượng mà ngày hôm nay cô chia sẻ với chúng ta để chúng ta có được một món bánh mà không cứng quá và cũng không mềm quá, đúng không ạ? 100g bột gạo và cô sẽ bỏ 200g nước vô. 100g bột gạo. Tức là tỷ lệ 1:2. Dễ nhớ mà ha. Nước mình dùng đây là nước sôi hay là nước nguội vậy? Nước lọc á, nước lọc bình thường thôi. Nha. Để cho cái bánh nó mềm mà nó dẻo á, cái cô sẽ cho thêm vô trong này một muỗng, tức là 20g bột năng. 20g là một muỗng này nè em ha. Xong rồi cô cũng lại bỏ 40g nước vô nữa, tức là cũng đều là tỷ lệ 1:2 ha. Rồi, như vậy là cô để đó nha, lát nữa mình tráng ha. Nó có bột năng của bột gạo rồi, trong khi nó nở thì cô sẽ chuẩn bị bắt lửa và cô xào nhân. Để xào thịt đó là cô sẽ bỏ vô 2 muỗng dầu ăn nha. 2 muỗng dầu ăn, sau khi chảo nó nóng rồi cô bỏ 2 muỗng dầu ăn vô. Rồi, anh Đào sẽ lấy hành tím cho cô bỏ vô. Đây, cô sẽ bỏ vô trong này. Hành tím đó, nếu mà nhiều nó ngon lắm nha. Cô bỏ 40g tức là 2 muỗng này. Đó. Nó thơm đúng không? Nó thơm, càng có hành tím nhiều nó càng thơm. Sau khi cô thấy hành tím nó thơm ngon rồi ha. Cô sẽ bỏ vô thịt đúng không cô? Thịt. Đây. Thịt heo đã sắc hạt lựu. Các em để ý là cô sẽ xào hành tím mà cô xào cho thơm nha, chứ nếu mình vừa bỏ vô là nó không thơm á thì mình xào thịt giống như thịt luộc á. Cô em thấy có một số người không cắt hạt lựu mà họ lại băm thịt ra được. Băm được thì mình ăn chung là thịt bằm thôi. Nhưng cô thì cô muốn ăn cho nó khi mà mình nhai cái bánh cuốn ở trong nó có cái thịt á. Rồi xong cái mình chuẩn bị tới củ hành. Củ hành trắng. Mình sẽ đảo sơ thịt để cho cái thịt bắt đầu săn lại thì mình mới bỏ củ hành trắng vào đúng không ạ? Mình sẽ đảo thịt này trong khoảng bao lâu ạ? Mình đảo khoảng chừng 3 phút ha. 3 phút tại mình vẫn còn thời gian, còn lửa để mình làm qua cái khác. Ví dụ như cô bỏ xong ha, rồi cô bỏ củ hành vô nè. Đó, củ hành vô rồi cô bỏ nấm mèo vô nè. Nấm mèo mình sắc vuông cũng được, sắc sợi cũng được, nhưng mà thường thường dày là mình dễ cuốn thôi. Mình sẽ trộn cả hỗn hợp này trong khoảng bao lâu nữa cô? Em sẽ nhìn em thấy khi nào mà cái chảo nhân của mình nó ráo thì em sẽ lấy xuống nha. Bây giờ cô sẽ bỏ vô trong này củ sắn. Đó, Đào lấy giùm cô củ sắn. Củ sắn thì mình mua về rồi sơ chế xong mình cắt hạt lựu nhỏ để khi mà mình xào chung á nó đều tay nha, chứ nhiều nếu mà mình cắt sợi thì nó lại không hợp nữa không? Đó. Đào nghĩ nó như mình nấm mèo, mình cắt sợi thì củ sắn mình cũng cắt sợi. Củ sắn cô bỏ vô khoảng 100g thôi. Rồi bây giờ bắt đầu cô nêm vô nha. Dạ, nêm gia vị đúng không ạ? Rồi bây giờ em lấy giùm cho cô một ít nước mắm. Nước mắm là không thể thiếu ở truyền thống Việt Nam của mình, là lúc nào cũng chút xíu nước mắm. Là cô sẽ bỏ vô trong này khoảng đây, chỉ có một muỗng cà phê nước mắm thôi ha. Rồi cô sẽ bỏ vô trong này một muỗng canh bột nêm. Rồi cuối cùng là cô cho ít đường vô ha. Làm ít đường nữa đúng không? Đường á, nếu em ấy thì em bỏ một muỗng này khoảng 20g mà con ha. Dạ. Cái thơm nhất là gì biết không? Dầu mè. Do đó mà bỏ dầu mè vô đây cho cô. Cô cũng sẽ lấy một muỗng cô bỏ vô đây. Dầu mè đây.
Dù mẹ cô chế vô cũng trong vòng một muỗng cà phê thôi ha. Em bỏ nhiều nó sẽ gắt nghe không? À, có nghĩa là khi hỗn hợp này chín rồi mình mới bỏ vô mè vô. Đó, nó gần chín rồi mình bỏ vô. Và đặc biệt là cái nhân của mình á là nó vừa ăn mà nó khô. Dạ. Nha, chứ nó không đừng có chảy nước. Giờ thì em ngửi thấy mùi thơm quá. Có lẽ đã đầy đủ hết gia vị rồi đúng không ạ? Mình chỉ xào cho thêm một chút nữa cho chín thôi. À, xào cho nó ráo lại á. Giờ là cô đã xong nhân rồi nha. Rồi cô chuẩn bị mình nấu nước mắm. À, nấu nước mắm. Sau khi cô xào nhân rồi em thấy không, nhân nó khô ha. Nó khô, nó thấm mà nó không có bị chảy nước. À, do đâu? À, do mình để lửa lớn chút xíu á thì nó sẽ không có bị chảy nước. À. Bây giờ cô sẽ chuẩn bị xong nhân rồi. Bây giờ mình nấu nước mắm để ăn bánh cuốn anh Đào ha. Anh Đào sẽ lấy một cái tô để cô đông ra cho nó đúng định lượng cho nó ngon ha. Rồi, bây giờ con sẽ đổ trái dừa ra. À. Đổ phần nước dừa này ra tô xong đó mình đông nó sẽ dễ hơn đúng không ạ? Nó đúng định lượng hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ đông ra bằng cách cô sẽ cho 3 chén nước dừa. Đông 3 chén ạ. À. Thật sự thì khi ăn thì con không biết là trong nước mắm có nước dừa. Và mình cứ cảm nhận nó ngon, không biết tại sao nó ngon. Cái hậu nó ngon ha, nó béo. Rồi, cô sẽ bỏ 3 chén nước dừa, nửa chén nước mắm. Dạ. Nửa thôi, dạ. Nếu mà bỏ nguyên thì nó mặn cơ ha. Dạ. Rồi, nửa chén nước mắm và cô bỏ vô một chén đường. Một chén đường. À, cô không quên dằn tí muối ha. Một chén đường. Đây, ít muối. Bây giờ mình sẽ bắt lên nha. Bắt lên khi nào nó tan đường là được. Mình có cần khuấy trước khi bắt? Có chứ. Dạ đây ạ. Em khuấy cho cô nha. Mình sẽ đun trong khoảng bao lâu ạ? Khi nào mà tan đường hết á ha. À, tan đường hết. Để cho nước mắm nó an toàn á thì nấu nó lên cho nó an toàn. Mình sẽ đun với lửa to hay là lửa nhỏ? Riêu thôi, riêu cho nó tan đường. À, xong nước mắm rồi mình sẽ hấp giá đúng không cô? Hấp giá cho nó chín nhẹ vậy cũng được. Mà đây cô sẵn cái nồi nó có cái độ hấp vậy là cô bỏ vô đây là hấp được rồi. Ha rồi. Sử dụng luôn nó tiện. Giá thì chắc là mình sẽ hấp rất nhanh thôi đúng không cô? Mình để mình lâu quá nó không giòn nữa, con nhớ không? Nó giòn mà nó mềm. Đây. Đây. Rồi cô sẽ gấp giá ra nè. Giá nó rất là nhanh con nhớ không? À. Mình để giá mà nó chín rục quá không có ngon. À. Như vậy thì ăn lúc bây giờ nó vẫn còn một chút độ giòn. Độ giòn. Dạ. Cô ơi, phần nhân bánh thì mình cũng làm xong rồi, làm xong cả phần nước mắm nữa. Khuấy bột xong rồi, hấp giá rồi, bây giờ đến gì nữa ạ? Giờ mình sẽ chuẩn bị rau ha. Rau thì cô sẽ dùng rau thơm mà chỉ hai loại thôi. Đó là rau quế với lại húng cây. Dạ, nha. Rồi sau khi cô sắc này xong thì cô kèm vô ít ngò nữa nó mới thơm. Đặc biệt là như vậy ha. Bây giờ cô sẽ cắt. Cắt dừa dừa đừng có nhuyễn lắm ha. Dạ. Cô ơi, bây giờ tráng bánh thì có phải tráng bánh mình cần một cái gáo dừa giống như thế này đúng không ạ? Tại vì dân gian mình là dừa. Dạ. Nên lấy cái gáo này tráng nó rất là dễ thương. Dạ. Mình cũng có thể xài một cái vá bình thường giá nhôm nhưng nó không có đẹp, không biết. Dạ. Không? Do đó tráng cái này nó vừa tròn mà vừa để mình để quay ra nữa. Giờ cô sẽ tráng cho em coi ha. Dạ, dễ dàng như thế nào thì bây giờ muốn xem ngay đây ạ. Giờ mình chờ nước thật sôi nha cưng. Dạ. Trước khi tráng thì em sẽ lấy một ít dầu ăn ha. Em bỏ vô trong cái mâm của mình để cho nó đừng có dính cái mâm thôi. Còn có nhiều người ta không biết á, người ta lấy cái dầu này ta tráng lên cái này là không được, nó sẽ không có, nó bí, nó không có lên hơi được ha. Có nghĩa là để không dính thì mình chỉ có tráng dầu lên mâm thôi. Dầu lên mâm. Dạ. Ra cái bánh mình ra luôn. Yeah.
bị sẵn cho mình một cái cây tre để mình vít bánh nè, em thấy không? Cây tre, cái gáo dừa ha. Dạ. Đó để mình làm nó hồng quê. Khi nước nó sôi rồi cô sẽ bắt đầu. Như vậy là để tráng bánh thì chúng ta phải đun nước thật là sôi nè. Đun nước sôi. Và các em nhớ tránh là đừng để cho nước quá ít. Nước nhiều quá thì nó nhảy lên bánh, mà nước ít quá thì nó không có lên hơi. Cô ơi, bây giờ mình tráng bánh đúng không ạ? Giờ sau khi nước sôi nha, nước sôi xong á, cô sẽ múc vừa phải thôi nha. Xong cô dỡ nắp ra và cô đặt ảnh vô ha. Đặt vô giữa là cô sẽ quay nha. Cô quay cho nó đều bánh, đừng có để nó chỗ dày chỗ mỏng không ngon. Dạ. Cô vừa quay xong cái là cô đậy nắp liền liền. Đúng là với cái gáo dừa này anh nào thấy là rất là dễ tráng. Và chúng ta chờ trong khoảng 20 giây. Khoảng 20 giây là xong. Dạ. Sau khi 20 giây đó xa xong á là anh cho bánh ra, trong khi cuốn nhân á thì tráng cái bánh khác. Vậy cái dấu hiệu nhận biết là ngoài việc canh thời gian ra thì có cái dấu hiệu nhận biết là trên bánh để mình biết là nó đã chín không ạ? Khoảng 20 giây mà đủ lửa thì dở ra thì sẽ thấy bánh nó phình lên. Nó có sẽ phình lên. Nãy giờ con đếm 20 giây chưa? Dạ chắc đủ rồi đó ạ. Hả? Giờ cô dở ra để lấy bánh nha. Giờ cô sẽ lấy bánh ra. Dạ, mình sẽ đút một cái cây tre và vừa nhúng nước vào đúng không ạ? Nhúng nước để cho nó dễ lột á. Dạ. Rồi cô sẽ kéo từ 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 từ. Mình sẽ để lên một cái mâm mà mình đã thoa dầu. Thoa dầu mà ít thôi, đừng nhiều quá nó ngán. Nha. Rồi bây giờ cô sẽ cô sẽ nè, cô cuốn bằng cái cây luôn nè ha. Dạ. Đó. Mình chỉ lăn cái cây rồi cái bánh lăn cái cây nó đi. Dạ. Xong rồi cô đặt đây. Dạ. Cô kéo cái cây ra là mình có cái bánh hoàn chỉnh rồi ha. Dạ. Rồi, trong khi đó thì cô tiếp tục cô làm cái bánh nữa. Bạn đổ lên ở giữa xong đổ ở giữa rồi mình tráng từ ở trong tráng ra ngoài thì nó đều hen. Lại nắp lại trong vòng 20 giây. Khoảng 20 giây là cô lấy ra, cô thấy cái bánh nó phình lên là chín rồi đó ha. Đó, cô sẽ để tôi quay một chút xíu để cho cái mí nó nặng dễ lột ra, thấy không? Thấy cái cô kéo ra nè, thấy không? Đó. Rồi. Xong cô đặt lên đây. Đặt lên một chiếc mâm đã thoa dầu. Rồi, xong cái cô đổ nhân vô. Cô bỏ nhân vô. Rồi mình sẽ cũng tương tự như dùng cây tre cuốn lại như vậy. Lấy cây tre nó cuốn thì nó đẹp hơn. Yeah. Bây giờ cô sẽ dùng cái tre nè. Cô lăn từ từ từ. Thì cái nhân nó sẽ nhìn lên thấy ẩn cái nhân rất là ngon, thấy không? Hen, rồi. Rất là đẹp mắt ạ. Rồi, bây giờ cô sẽ bỏ vô đây. Như vậy chúng ta đã có hai cuốn bánh đã được cuốn rất là đẹp mắt như thế này. Nhìn phần thịt nổi lên phía dưới lớp bánh rất là ngon miệng ạ. Mình làm tiếp cái thứ ba hả cô? Trong khi chờ đợi. Trong khi chờ đợi thì cô tráng cái bánh này xong rồi cái cô quay lại. Wow, bánh phồng lên rồi đúng không ạ? Một dấu hiệu để cho nhận biết là bánh đã chín. Sau khi mình có ba cái bánh cuốn nhân rồi ha, cô sẽ cắt chả để lên cho nó hấp dẫn mà nó ngon nữa ha. Đó. Nha. Rồi cô cắt xong rồi cô còn cắt nem nữa nha. Như vậy thì cô sẽ trang trí này cho nó đẹp nha ha. Rồi chiếc nem cũng vậy. Là hai lát nem và hai lát rồi ha.
Bây giờ cô sẽ để giá ha, để giá một bên, giá hấp mình để một bên, giá hấp một bên. Yeah. Và cô để rau vô ha. Mm. Rau, rau nó có cả salad thì rất ngon. Dạ. Yeah. Rồi cô mới đặt cái rau thơm này lên. Mm, một ít salad rồi. Ờ, đó. Vì bánh của mình như thế này là đã hoàn tất rồi đúng không ạ? Nhưng mà con nghĩ là để ngon miệng hơn thì mình sẽ cần thêm một chút hành phi nữa đúng không? Đó, đây là hành phi, là lúc nào cũng có hành phi là rất là ngon. Yeah. Con rải lên trên bánh như vậy thì nó rất là hấp dẫn phải không? Yeah. Rồi cuối cùng là mình sẽ múc nước mắm ra. Dạ. Yeah. Nước mắm mà lúc nãy mình nấu lên rồi bây giờ đó. Mình sẽ cho thêm một ít ớt vô đúng không ạ? Ừ. Đây, ớt nó sẽ nổi lên trên mặt á, nhìn rất hấp dẫn không, thấy không? Yeah. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có một phần bánh cuốn kèm với một chén nước mắm như thế này. Yeah. Cô ơi, giờ mình có một dĩa bánh đẹp mắt như vậy thì con muốn thử xem thử có ngon hay không, cô cho con thử nha. Yeah. Cô mời con thử nha, trước khi thử cô cắt cái bánh này nè ha, cho nó đẹp. Rồi, rồi. Như vậy là sẽ dễ gấp hơn đúng không ạ, con sẽ gấp một miếng bánh. Rồi cho một miếng giá ra cùng với một miếng giá đúng không ạ? Ừ. Một ít rau. Ừ. Con gấp thêm một miếng chả nữa nha. À, rồi con cho một miếng nem vô. Dạ, nem chua. À, bây giờ mình sẽ chan nước mắm lên trên đúng không ạ? Rồi giờ con thử nha cô. Thấy thế nào? Dạ, đầu tiên là khi mình cắn miếng bánh ra, ở phía trong nó có phần thịt hạt lựu và có nấm mèo, mình nhai nó sực sực. Rồi có cả sắn nữa, tạo thêm độ giòn, rất là ngon miệng. Thật sự cô Thu biết không, trước đây mỗi lần mà ăn bánh cuốn á, thì anh nào nghĩ rằng là mình chỉ có thể ra tiệm ăn thôi. Tại vì với một món ăn nó cũng, khi mình ăn thì mình nghĩ là nó cầu kỳ như vậy thì không bao giờ dám bắt tay thực hiện ở nhà cả. Nhưng mà ngày hôm nay với những công thức và chi tiết mà cô hướng dẫn thì anh Đào nghĩ rằng là không chỉ anh Đào đâu mà tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình đều có thể thử ngay tại trang web của nhà mình. Và đừng quên đồng hành cùng với hành trình khám phá đầy thú vị của Khám phá Bếp Việt nhé. Xin được cảm ơn cô Thu đã nhận lời mời đến tham dự chương trình. Thì đây thì anh Đào và cô Thu xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.